Đội tuyển Việt Nam nhận án phạt từ FIFA, thầy Park ra quyết định với cầu thủ Việt Kiều. Với tổn thất cực lớn ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ xếp trung vệ Việt Kiều Ariano Smith đá chính ở trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022 với Nhật Bản. Trái với dự đoán trung vệ Việt Kiều Ariano Smith vẫn chưa được huấn luyện viên Park Hang-seo xếp đá chính ở trận đấu với đội tuyển Oman. Bộ ba trung vệ được sử dụng là Nguyễn Thành Trung, Quế Ngọc Hải và Bùi Hoàng Việt Anh. Nhìn chung đã thi đấu rất tốt, đảm bảo an toàn cho khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, trung vệ Thành Trung chắc chắn sẽ không thể thi đấu ở trận gặp Nhật Bản vào ngày 29 tháng 3 sắp tới do anh phải nhận thẻ vàng ở trận đấu với Oman. Tính cả tấm thẻ vàng ở phút thứ 81 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út hồi tháng 11 năm ngoái. Đây đã là thẻ vàng thứ hai của trung vệ sinh năm 1997 và đồng nghĩa với việc là anh bị treo giò trận đấu tiếp theo. Vắng Thành Trung, huấn luyện viên Park Hang-seo không còn quá nhiều lựa chọn ở hàng thủ và Ariano Smith sẽ được trao cơ hội. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã có lần đầu tiên mất cả ba trung vệ là Đình Trọng, Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội bóng. Nhật Bản đã chính thức giành vé dự World Cup 2022 sau trận thắng 2-0 trước Australia trên sân khách. Họ không còn mục tiêu buộc phải thắng ở trận đấu cuối cùng và đó sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để huấn luyện viên Park Hang-seo thử nghiệm đội hình trong bối cảnh rất nhiều trụ cột đội tuyển Việt Nam buộc phải vắng mặt vì những lý do khác nhau. Bên cạnh chấn thương và thẻ phạt, những cầu thủ mắc Covid-19 sau ngày 11 tháng 3 cũng sẽ không được cấp visa nhập cảnh vào Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập thủ môn Đặng Văn Lâm, người đang thi đấu tại giải J-League trong màu áo Cerezo Osaka. Rất có thể Văn Lâm cũng sẽ được sử dụng ở trận đấu với Nhật Bản vào ngày 29 tháng 3 tới. Tiến Linh nhập viện trong đêm, kết quả khám tạm khiến huấn luyện viên Park Hang-seo thở phào. Tiến Linh phải nhập viện chụp MRI sau khi dính chấn thương ở trận gặp Oman vào tối ngày 24 tháng 3. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra khá bồn chồn khi được hỏi về tình trạng của Tiến Linh. Tiền đạo này phải rời sân ở phút thứ 54 khi đấu với Oman. Trước đó ở hiệp 1, Tiến Linh đã phải nằm sân và cần đến sự chăm sóc của bác sĩ trong ít phút. Trong trường hợp xấu nhất, tuyển Việt Nam sẽ thiếu vắng Tiến Linh và không kịp bổ sung nhân tố mới cho chuyến làm khách của Nhật Bản vào ngày 29 tháng 3. Tuy nhiên, kết quả chụp MRI đã mang đến tín hiệu tích cực. Theo nguồn tin của chúng tôi thì Tiến Linh không gặp vấn đề quá nghiêm trọng. Anh bị đau nhẹ nhiều khả năng vẫn có thể cùng đội tuyển Việt Nam sang Nhật Bản. Theo kế hoạch ngày hôm nay 25 tháng 3, đội tuyển Việt Nam di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh rồi bay sang Nhật Bản và dự kiến có mặt vào sáng ngày 26 tháng 3. Toàn đội sẽ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 2022. Tại Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam sẽ được bổ sung nhân sự với sự góp mặt của thủ môn Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, thủ môn Tấn Trường và hậu vệ Đào Văn Nam lại không thể sang Nhật Bản do quy định nhập cảnh của nước này khỏi Covid-19 chưa đủ 14 ngày. Quang Hải chạy khắp sân và nỗi nhớ Hoàng Đức trong trận thua Oman. Tối ngày 24 tháng 3, đội tuyển Việt Nam đã thua đội khách Oman 0-1 trên sân Mỹ Đình. Điểm đáng chú ý là sự thiếu vắng Hoàng Đức đã khiến hàng công đội tuyển Việt Nam tỏ ra lạc nhịp, đặc biệt trong hiệp 1. Khi Quang Hải buộc phải chơi tự do. Trong quá trình chuẩn bị tiếp đội tuyển Oman, các chuyên gia trong nước đã bày tỏ niềm tin về tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam khi có đầy đủ những nhân tố xuất sắc như Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức. Nhưng rồi tin không vui đã tới với huấn luyện viên Park Hang-seo khi Hoàng Đức bị nhiễm Covid-19 khi thời điểm diễn ra trận đấu chỉ còn vài ngày. Chẳng còn cách nào khác, huấn luyện viên Park Hang-seo phải sử dụng cặp tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh, Hùng Dũng xuất phát ngay từ đầu tối nay, bất chấp việc Tuấn Anh đang không có phong độ tốt nhất. Thực tế trong 45 phút đầu tiên, tuyến giữa đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát bóng không tốt, chuyển bóng sai khá nhiều và gặp vấn đề trong việc châm ngòi cho những đợt phản công nhanh khi đối phương mất bóng. Bên kia chiến tuyến Oman tỏ ra khá tự tin với khả năng kiểm soát bóng. Phút thứ 20, An Ambari số 8 có pha qua người kỹ thuật bên cánh phải trước khi dứt điểm chéo góc đưa bóng đi chạy cột dọc đáng tiếc. Trong một thế trận có không nhiều những đường phối hợp ra tấm ra miếng, điểm sáng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam chính là nỗ lực hoạt động rộng lúc bên trái, lúc bên phải khi ở giữa sân của Quang Hải. Anh vừa đi săn bóng, vừa kiến tạo cho các đồng đội và cũng tranh thủ dứt điểm khi có cơ hội. Phút thứ 28, Quang Hải sút hụt ngay sát vòng cấm sau pha làm tường khá tốt của Tiến Linh. 5 phút sau, Quang Hải tạt bóng hiểm hóc từ bên cánh trái vào vòng cấm, nhưng Tiến Linh lại đánh đầu hụt. Pha bóng hỏng ăn này khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải xoa đầu tiếc hùi hụi. Lại thua không chiến Trong trận lượt đi làm khách trên sân Oman hồi giữa tháng 10 năm ngoái, đội tuyển Việt Nam đã thua ngược Oman 1-3. Những tình huống không chiến đã được đội bóng Tây Á tận dụng tối đa để ghi bàn đảo ngược tình thế. Đương nhiên là huấn luyện viên Park Hang Seo hiểu rõ bài tủ này của đối thủ, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể giữ sạch lưới khi tái ngộ ở trận đấu lượt về tối nay. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Park Hang Seo đã đưa Công Phượng thay Tuấn Anh, Văn Toàn thì thay Tiến Linh vào sân với quyết tâm gia tăng sức ép lên khung thành của đối phương. Những cơ hội đã được tạo ra, nhưng hoặc là Công Phượng chậm một nhịp để chạm bóng ghi bàn sau đường chuyền bên cánh phải của Hồ Tuấn Tài, hoặc thủ môn Ibrahim đã chơi tốt để phản xạ cản pha móc bóng của Thành Trung ở phút thứ 58. Trước khi Thành Trung dứt điểm, Quế Ngọc Hải cũng đã dứt điểm cận thành trong vòng cấm đưa bóng chạm tay đội trưởng Oman Al Sandy. Tuy nhiên sau khi tham khảo va, trọng tài đã quyết định không cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội tuyển Việt Nam phải trả giá ở phút thứ 65. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Salah tạt bóng vào vòng cấm cho Al Harry số 7 bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Huyền mạnh. Trong tình huống này, hàng thủ đội tuyển Việt Nam đã đứng hình, không ai kịp theo kèm pha di chuyển thông minh của Harry. Khoảng 25 phút còn lại của trận đấu, đội tuyển Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Đáng tiếc nhất là cú sút phạt cố định đẹp mắt của Quang Hải, nhưng thủ thành Ibrahim một lần nữa trổ tài cứu thua cho Oman ở phút thứ 7. Sau đó thì cú dứt điểm của Tuấn Hải đưa bóng đi vào xà ngang trong tư thế đối mặt thủ môn Oman ở phút 84. Thua trận chung cuộc 0-1, đội tuyển Việt Nam còn cơ hội cuối cùng giành thêm điểm khi làm khách của đội tuyển Nhật Bản vào ngày 29 tháng 3 tới đây, trước khi kết thúc chuyến phiêu lưu tại vòng loại thứ ba World Cup. Báo Trung Quốc hớn hở ra mặt khi biết tin đội tuyển Việt Nam nhận thất bại. Truyền thông Trung Quốc không giấu được sự vui mừng khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam thua trận. Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua trong trận đấu với Oman, trang 163.com của Trung Quốc đã đăng tải bài viết với tiêu đề thể hiện sự vui mừng. Cuối cùng thế bế tắc đã bị phá vỡ rồi, Oman đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới Việt Nam bằng pha đánh đầu. Tờ Sohu của Trung Quốc thì nhận định về trận đấu. Cả Việt Nam và Oman đều coi đây là trận đấu vì danh dự. Oman đã không còn cửa dự world cup nhưng muốn cải thiện thứ hạng fifa trong khi đó việt nam muốn thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng nhưng cuối cùng những gì diễn ra trên sân cho thấy việt nam nhiều khả năng sẽ chỉ có một trận thắng trước đội tuyển trung quốc mà thôi đây là tin tốt vì cho dù có thua cả hai trận còn lại đội tuyển trung quốc cũng rất khó có thể tụt xuống việt nam sẽ xếp cuối bảng b Tuy nhiên cũng có một khuyết điểm khiến truyền thông Trung Quốc hơi thất vọng khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam thua trận, đó là cơ hội để đội bóng xứ tỷ dân giành lấy vị trí thứ tư bảng đấu cũng gần như là không còn. Hiện tại đội tuyển Trung Quốc đang kém Oman 6 điểm và thua xa về hiệu số bàn thắng bại là âm 8 so với âm 1. Hai trận cuối Trung Quốc gặp hai đối thủ không hề dễ chơi là Ả Rập Xê Út và chính Oman. Đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Li Xiaopeng sẽ phải chấp nhận về đích áp chót tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022. Thành tích này bằng với vòng loại World Cup năm 2018. Nhưng khi đó đội tuyển Trung Quốc thi đấu ấn tượng hơn nhiều và chỉ kém vị trí giành xuất dự vòng playoff đúng một điểm. Quang Hải đặt mục tiêu thắng Nhật Bản ngay trên sân đối phương. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không thể giúp đội tuyển Việt Nam thoát khỏi trận thua 0-1 trước Oman vào tối ngày 24 tháng 3 trên sân Mỹ Đình. Dù thất bại nhưng đội tuyển Việt Nam không nản lòng. Quang Hải cho biết anh và toàn đội vẫn đặt mục tiêu cao nhất trong trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Nhật Bản. Quang Hải chia sẻ: Sau trận lượt đi với Oman, toàn đội đã rút ra nhiều kinh nghiệm trước Nhật Bản. Toàn đội hướng tới trận lượt về cũng như là trận cuối cùng của vòng loại thứ ba trên sân nhà. Ở trận này và trận cuối gặp Nhật Bản, đội cũng hướng tới kết quả tốt nhất để dành tặng người hâm mộ. Quang Hải nói thêm: Mỗi trận toàn đội đều đề ra mục tiêu rõ ràng, chuẩn bị tốt nhất có thể, có sự tự tin để hướng tới kết quả như mong đợi. Mỗi trận tôi đều muốn làm tốt nhất vai trò và nhiệm vụ được giao. Mỗi tình huống cụ thể đều cố gắng chắt chiêu cơ hội tốt nhất có thể để đóng góp cho thành tích chung của đội bóng. Quang Hải có màn trình diễn tốt ở trận gặp Oman, anh cũng có cơ hội cho riêng mình nhưng không hiện thực hóa thành bàn thắng. Phút thứ 76, Quang Hải thực hiện cú đá phạt trực tiếp ở cự ly chừng 25m, cú sút đi căng nhưng thiếu độ cuộn nên không thắng được thủ môn An Mukhani. Đội tuyển Việt Nam để thua chung cuộc 0-1 sau khoảnh khắc lơ là trong chống bóng bổng phạt góc. Tuyển Việt Nam vẫn xếp cuối bảng B với 3 điểm sau 9 trận. Ngày 25 tháng 3, đội tuyển Việt Nam di chuyển sang Nhật Bản chuẩn bị cho trận gặp những chiến binh samurai vào ngày 29 tháng 3.